Ừ, cái đó anh cũng không rõ nữa. Mà nếu mà được á là điện mẹ nó giảm cho 600 mấy đô, đủ dư tiền mua thêm con 1.0 gắn rồi nữa. Ừ, nãy giờ tôi ngồi tôi build luôn á là đủ tiền mua thêm con 1.0 gắn luôn tiếp đó. Điện mẹ tính ra thì mày mua cái màn hình X34 đó, xong rồi mua hai cái tính là mua được double 1.0 luôn chứ. Không thì mua hai cái màn hình trang vậy. Lên đóng nhà bên cái cửa này đi Hiếu, nhanh 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 Hiếu. Đâu 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 ba? Đó, có đó, có đó. Bom ở đâu đó rồi. Anh cô đơn quá. Anh cô đơn quá. Còn nghe Sandy nó buồn. Ở trên lầu nghe tiếng trên lầu kìa. Má nó mà build được vậy là đi mẹ là bên bởi tao build được con không đi bơi à, anh duo 1.0 luôn rồi, ngon rồi. Ủa mà anh tính build vậy thì lúc anh mua anh có mua ghế có tính tiền mua ghế này nọ chưa? Ai tính này mua cái ghế DX Razer vậy á? Hiếu hiếu bên đây Hiếu. Cái ghế có bộ cái ghế đó bán có 4.6 kìa. Ác vậy không? Chiếu chậm quá luôn. Mình đi tôi thấy còn đó ba. Thầy Hiếu mốt em là mốt mà ông nghĩa đi Mỹ chắc em học đi đóng mộc đó ba. Mốt em đi làm cái gì ta? Gì kìa anh tính. Anh nghe tiếng nó gõ cửa kìa. Nãy tính để ông Gia Thảo rồi mà đi mẹ nó. Tôi bắn phát nó nhấp cái nó chết luôn. Thấy rồi ba, thấy rồi bắn bụt. Ờ bắn quá trời bắn luôn. Tôi nghĩ là nó trên lầu thượng á. Lầu 3 á. Nó bèo căng đét. Thôi đi săn không đi ba. Trùng chính đó bèo. Đi săn đi ba, đi săn đi. Không ai hết. Tôi chạy ra đây rồi. Ê cứu. Bây giờ nó lắc điên nha. Cửa sổ, chạy xuống đây đi. Hiếu. Cứu tao Hiếu. Nhanh, nó bắn, tao gần chết rồi. Cái phòng kế bên á. Vô rồi. Nó chạy nó vô rồi kìa. Ai nó làm rớt rồi, nó làm rớt cái defuse rồi. Rồi, lên luôn. Ngủ mà, thằng kia yếu vậy. Ngay đó, nó núp ngay đó. Bull đánh dữ quá. Bull này không biết đánh bull đâu. Bull này tàn chết cả. Không mà tàn. Tàn đánh dữ không mà. Ờ, khu xéo gì đâu mà ngồi ngủ mà. Ừ, nghe nói vậy mà. Anh hồi đó anh không chơi trò gì, anh không khảo mấy trò zombie lắm. Anh không thích zombie lắm. Khỏi trẻ này đi ha. Ờ, hay là em Huy rồi. Mày cái chỗ này nè em. Cái nào? Đây. Ở đây hả? Ừ đúng rồi. Bên cái chỗ này nè em. Plaza là ở đâu ta? Ê, đường hầm. Hầm. Một bé. Hiếu. Dây. Hầm. Canh đi Hiếu. Canh rồi. Với đường gara nữa. Phiêu. Ừ, đường để cho nó thấy, đường để tao hù nó vô. Rồi luôn. Vô chỗ tao nè, bắn được chưa? Cho nó thấy đó mà, chạy ra bắn luôn kìa. Ủa má sao đẩy mẹ cửa này lại rồi. Ôi, gục ơi. Ôi, sao mày không canh nhỉ? Tao mới thấy nó ba. Tao tưởng hết rồi. Biết ra còn không? Gara không có ai. Tôi vừa mà thấy nó luôn á, là tao đang nạp đạn, tôi vừa mà thấy nó là... Nếu mà mày căng thằng đó,
Mày bắn. Tao thấy nó bắn liền mà ai ngờ mày chết lẹo á. Nếu mà mày canh nó mày bắn. Ừ, tao chắc hảo được rồi, ngon rồi. Ờ, tao chắc hảo rồi. Giờ tao không thấy ta. Nice, nice. Còn cuối là nào ta? Thằng lầu mình đụng má nói nhiều quá nha. Chứ ngu thì im mẹ mồm hổ. Ê tranh ca solo đâu có lại đâu đó. Bắn ngu quá rồi. Em tô con người TH không ta? Click round á. Là cái gì? Cái chữ gì? Click my ass out hả? Là mà... Nó control nè, đang control đó. Control, trong sai. Chắc nó gần sai thôi, anh nghĩ là vậy. Cầu hàng chính á, anh nghĩ là cầu hàng chính á. Bye bye. Big mouth là một nó nhiều á. Click má sao á. Ê cái gì vậy, đụng má nó ở chống cầu thang, chống cầu thang. Thằng bắt cuối cùng chống cầu thang. Máy thằng máy á, thằng máy. Nice. Ok, ổn. Gặp nhiều người. Kìa, Bandit chơi, Bandit kích là sao? Anh thấy đặt cái tiếng đặt đấy, anh gài cái điện nó vô đúng không? Ừ đúng rồi, em đặt hù nó một cái thôi, đặt để một cái đi xem có thách chơi không? Giờ em đặt trước một cái đi. Rồi nếu mà nó chọi á, là có thách chơi á. Ê, khoan đi. Huy, em có bom không Huy? Để em đập cái hách này giùm anh nhé. Ra chỗ ông bé với anh nè. Em tháo cục ra đi em. Tại nó mà chọi cái em nổ cục đó. Rồi chọi cục này nè, chọi hết đi. Rồi đó, rồi canh đi. Chứ nếu mà nó vô xong vô em bỏ cái chỗ đó em nhảy xuống dưới luôn. Bỏ sai chạy thôi chứ sao vậy. Xong em đi lên cầu thang lại bắn nó vậy thôi. Easy. Đặt hù xem có thách chơi không? Đặt cứ đặt đi, đặt hù xem có thách chơi không? Tôi nghĩ là có. Nếu nó chạy. Rồi em canh bên này nè, khi mà nó nếu mà nó bỏ qua cái này mà nó đi thẳng vô cái chỗ này nó đặt luôn á, tức là không có thách chơi. Là nó sẽ bắt đầu, nó đã các em sẽ nghe tiếng liền. Nếu mà nó phá cục này thì anh nghĩ là sẽ có thách chơi đó. Thì lúc đó thì mới nên nghe tiếng đặt tiếp. Hạ một cục xuống đặt tiếp. Nè, nghe tiếng. Này, hai thằng đi chung chỗ bốc hơn. Ờ, hai thằng đi cầu hang chung luôn, tính kêu Hiếu chị ra ca hảo qua. Bắt bắn một thằng gục rồi ba. Ê, Hiếu, nghe đây là Hiếu, béo chạy ra cho anh, phía. Nghe cái cửa sổ á, nghe cái cửa. Nó lộn trái không á Hiếu. Cửa đường vô á. Rồi, gục rồi. Ra đường, đường giết đó. Là bảo đường giết đó rồi mà. Quan tại má thơ mai đằng sau mình đấy chứ. Má đã kêu là được cái giết rồi ba. Cầu thang đúng không? Má nãy tao cầu thang ở dưới, cầu thang. Tao đứng tao đợi là tao giết được thơ mai rồi. Bày đi chung nhau. Ờ, à, thắng mẹ rồi. Đó, à, nãy tao núp trong cái phòng bên này nè. Cái phòng đó là tao giết được 3 đứa luôn á. Nãy thằng kia gục bò mà tao quen tao giết luôn rồi. Nếu mà tao không nghe lời mày là tao giết được 3 đứa rồi đó. Ờ không, mà tụi nó cũng đi nguyên đá ngoài, mày cũng không chạy hảo được đâu. Thôi nên thôi kệ giết luôn rồi. Ờ. Tại còn đang kill dưới nữa. Mày phải coi tụi nó đi đường nào mới giết được rồi. Lộn đặt cái shield ở đây vậy? Ai đặt cái shield ở đây vậy? Chắc là thằng kia. Giờ đâu có xài shield đâu. Ừ đúng rồi, bỏ cái shield qua. Lộn là cái shield đây chạy ra chỉ vô bãi lồn thôi chứ. Thằng kia rồi, cho em có đặt không? Mấy nó đặt cái dạo bãi lồn chạy vô vậy ra, đi mẹ đéo được chắc. Cộng chín. Mày chắc đi đường này nè. Hiểu chắc đi đường này hiểu. Ash trên lầu. Phiêu. Bỏ phòng đi, tránh cái phòng đó đi. Please, cầu hang, một shot rồi đó. Còn ai nữa không? Còn, hình như chắc Ash hay gì á, còn Ash nữa. Mày cầm đây, cầm cầu hang nè, đổ ra đâu.
Ê Phiêu hay gì đó. Đổi hướng rồi. Con Blitz này đi cho tao cho ông á. Ừ, đứng nắp cho nó đi, tôi hùi hùi chừng nào. Hiếu đứng lên đi Hiếu, chừng nào ra cho tôi kêu ông chạy ra. Em nghe chỗ này nè, chừng nào nó chạy ra cho tôi chứ á, nếu mà ra chỗ này á. Nè nè, một quay 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 nha, quay nha, quay nha, nè nè, để tôi dụ nó ra nè. Ngon ra mày. Bắn sau lưng nó nha. Đó, ra kìa. Hiếu ra. Đây, tụi bay. Nice. Đấy. Đó. Má hai thằng không biết gì luôn, hai thằng không biết mẹ gì luôn. Hợp tác vãi luôn. Nó đâu có thấy anh đâu, nó thấy Nghĩa à. Ừ, anh đẩy dành cho anh Hiếu là kêu má. Ông ngồi yên trong đó là để subscribe motherfucker. Để nhử hàng kia tới mà. Swap tệt quá ta. 5 seconds to insertion. Cái này nãy giờ thấy được có quả. Má sao tụi bay u đồng cuối người đó bắn vậy ta? Bên kia mấy cửa gỗ rồi. Này thì chờ. Biết nó đi hướng nào vô. Tù. Lầu 2 hả? Lầu 2 IQ này. IQ chết rồi. Rồi biết nó đi từ hướng nào vô rồi. Hình như chỗ này nè. Đây cạnh đây có thằng tiêu nè. Phiêu á, nó sẽ đuổi Blitz á. Bút cái đầu ra. Bây giờ đi đâu nữa? Em còn spot ai được nữa không? Sỏ dễ nhầm á. Đi lên. Nhớ rồi, vừa cái đập cái cửa này thôi. Không thấy ai nữa luôn. Đó rồi. Nên Phil đâu rồi? Phil đâu rồi? Nếu mà anh là Phil là anh sẽ đi đâu ta? Lên tầng 2 đúng rồi. Nãy giờ nó có phiêu được cục nào chưa ta? Phiêu. Ooh, nice. GG. Cái này đường đi qua đi lại mà em đập chí mấy anh nói em rồi em đừng có barricade mấy cái mà cửa đi ra vào, em barricade mấy cái cửa sổ tụi nó vô á. Rồi ash. Kệ đi. Má vừa gỡ cửa ra thấy con Hibana nằm ngồi ngoài đi. Đây, phải đi hướng này nè. Đâu, spot được. Đây là spot nhẹ. Spot vàng á, spot được. Ú, nó đi trên đường tầng cao nha. Trên lầu 3 hả? Ừ, lầu 3 đi xuống.
Hiếu, cầm sọt lên, sụp nó luôn đi, sụp luôn đi Hiếu. Tàu hang này Hiếu. Có một tệ ở ngoài á. Hiếu cái đó luôn đi Hiếu, nó chạy vô, Hiếu sụp luôn Hiếu. Còn ổ thơm ai đã ngẫm rồi hả? Thơm ai ngẫm rồi, thơm ai ngẫm rồi, anh bắn nó rồi. Bởi vậy phải ghét mấy hình tên Nhật lắm nha. Để hình anime nha, thằng đó lắm á. Coi chừng mấy cơ sổ nha Hiếu. Coi cam, coi cam quên. Chết nó xem có chạy lên lầu 3 không? Ồ nó đứng ngoài với chung với mọi mọi tệch luôn á Hiếu. Nếu mà nó... Ôi được 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 ngắm, được ngắm, được ngắm, được ngắm. Coi chừng cửa sổ vô. Cam có thấy ai không? Không. Nghe tiếng hả? Còn mỗi món tẹt không mà. Còn mỗi món tẹt. Món tẹt đứng ngoài á. Thằng món tẹt đứng ngay ngoài luôn á. Đó, rồi leo vô rồi. Nice. Má kia súng nó mạnh như vậy. Súng lục mà đúng mạnh luôn. Rồi hồi tra khảo má hồi ban đầu nó còn mạnh ác. Đây phá trước đi bà chạy cái thằng lột kia nó BK ba. Phá tường nào vậy? Ờ, ban phá rồi, ban phá rồi. Thật hồn tưởng cái tụi em đang BK chứ. Tôi nghĩ nó vô phòng chính á. Tôi đang BK vậy, BK. Hay lắm. Bích cửa nào? Cái gì đi từ lúc nhà lên đó thôi. Ở ngoài cửa sổ chỗ mà cái phòng mà cửa lớn ra có cái phòng ra ra á. Nè Hiếu, em thấy nó đây nè Hiếu. Một bé chết nè. Hai cái đầu. Ba cái đầu. Ồ, ghê vậy ba. Mai em anh đăng lấy clip lên coi lại đi má. Pha lại hai với luôn. Đu dây hả mày, đi lầu 2 hả mày. Ồ. Có con ai kêu ngoài đây nè ba. Spot được. Left rồi kìa. Hỏi, nó vừa mới gãi cũng chỉ em đập cái bùm cái nỏ mẹ luôn. Đâu có ai đâu, đâu có ai ngoài này đâu. Rồi, thấy thằng lại rồi. Không có ai mà. Bốn cái đầu. Thầy mẹ rồi. Bad luôn. Bốn cái đầu. Easy mà là. Anh đi.